Rồi, chào tất cả các cầu thủ nha. Mình đã có cá quay trở lại video của ngày hôm nay. Video này video ngày mùng 5 nha anh em. Chiều tối ngày mùng 5 video máy nha anh em. Thì sáng có lên một ngày video cần rồi, chiều nay video máy. Thì em đây cho mình có hai mẫu máy, máy thì sơ lược những dòng máy đứng và máy ngang. Máy ngang thêm có những dòng Abu nha. Abu tay trái tay phải đầy đủ này. Đây, những dòng tay trái cho mình nha. Abu Swindon rất là mượt. Thì thông số máy thì em sẽ báo rõ cho mình tên video, từng mẫu mượt nha. Chốt đơn có liên hệ duy 0923 534779. Mua một máy thì ship code 30.000, hai máy thì bao ship toàn quốc nha, hoặc thanh toán chuyển khoản trước. Rồi con máy số 1 thì em sẽ có một con máy nhôm nha, một con máy nhôm có dòng Daiwa. Đây, con này là Daiwa Spotlight ST900X nha. Con này xe thật của máy rơi cho mình tầm khoảng vào 4.000 như này, tầm khoảng 4.000. Thông số cước cho mình là cước số 3 là 260m, cước số 4 190, cước số 5 150m và cước số 6 120m này, 620 nha. Tình trạng của máy thì có hơi cũ và xê xước này. Đây, nước sơn màu đen, con này là máy nhôm nha. Máy nhôm lô cước bằng hợp kim này, gạt cước này cho mình nhẹ như này, gạt cước rất là nhẹ. Đây, lô cước bằng hợp kim nha. Rồi xác thực tầm khoảng 4.000, con này hàng của mình là hàng Japan, nội địa Nhật. Test máy nha, một chiều này, một chiều nha, chất độ giặt này. Đây, một chiều rất là mượt nha. Những cái dòng này anh em có đơn của ngâm lăn xe là được này. Đây, tôi làm máy rất là mượt cho mình ạ. Rồi con này thì có mã số 1 ạ, con này có giá là 300 nha anh em, 300.000. Mã số 2 đối với máy nha, là một con máy, con này có dòng Daiwa nha, máy Daiwa. Con này tên của máy là dòng Daiwa Regen Z nha, 2500i, con này sẽ có iPad đầy đủ này. Thông số cước như sau, cước số 2 được 200m, cước số 3 được 150m nha. Tình trạng con này thì có xe xước, xe thật tầm khoảng vào 2.500 nha. Con này là máy carbon, lô cước bằng hợp kim. Đây, lô cước bằng hợp kim nha. Lô cước là ngon này, gạt cước này, trông rất là nhẹ nha, còn là cước còn mới. Tình trạng thì có xây xước nha, cho nên có xây xước sẽ sơ. Rồi con này hàng của mình là hàng Thái Lan nha anh em, Thái Lan xuất thị trường Nhật. Xe thực tầm khoảng vào 2.000 đến 3.000 một chiều này. Đây, rất là mượt nha. Dòng đây qua đây gần. Rồi chốt chặn hai chiều. Nói chung là máy rất là mượt, thích hợp anh em mình câu ISO. Câu đơn cũng ngâm được này. Rồi size tầm khoảng 2.500 đến 3.000, máy này có mã số 2, giá 400 ạ, 400.000 nha. Đây, tình trạng có xây xước. Máy mã số 3, ở đây em có cho mình con máy của dòng C như này. Con này của dòng C, C này là C Apeto nha, XT, size là con này là size 4.000. Simono thì đa số size C là size chuẩn nha. Thông số cước, cước số 3 200m, cước số 4 150, cước số 5 được 110m cho mình. Con này hàng của mình là hàng Malaysia, xuất thị trường Nhật. Con này toàn thân là phun carbon và lô cước đi kèm cho mình lô cước hợp kim này. Đây, lô cước hợp kim nha. Đây còn là cước này, còn ok hết. Tình trạng thì lô cước này. Đây, cho hoạt động ok nha. Đây lưỡi gà đầy đủ này. Gạt cước này. Trông rất là nhẹ nha. Rất là nhạy. Tình trạng con này thì còn đẹp nha, tầm khoảng 90%. Size máy là size 4.000. Cầu ngâm cô đơn đều được cho mình. Rồi, test máy là một chiều này, con này sẽ có iPad đầy đủ hết. Đây, những dòng thì đổi tay trái phải được hết nè. Rồi chốt chặn hai chiều ở đây cho mình. Cái chốt chặn hai chiều của nó thì nó bị gãy một xíu, nên mình lấy qua xíu nha, là được này. Đây, lấy qua là được nha. Rồi hai chiều này. Trong máy cũng ok hết, đổi tay trái phải được cho mình ạ. Anh em mình thuận tay này đổi được nha. Con máy này có mã là mã số 3, giá con này là 400 nha này, 400.000 ạ. Rồi số 4 thì em sẽ có một con máy size lớn như này, con máy size lớn, con này có dòng là Olympic nha. Đây máy Olympic, con này phương carbon. Olympic dòng Asta. Con này thì size thật của máy nó rơi cho mình tầm khoảng vào 7-8.000 như này, tầm khoảng 8.000 cho mình đó. Đây con này của mình là phương carbon nha, tình trạng thì có xây xước. Con này là máy của dòng Olympic, size thật tầm khoảng 8.000. Đây tình trạng thế này. Con này hàng của mình là hàng Japan nha anh em. Những cái sổ Olympic là Japan, sau này có cái nắp nhựa. Có cái nắp nhựa nó bị rớt rồi nha. Đây mất cái nắp nhựa này, báo tình trạng rõ cho mình. Rồi xe thực 8.000. Đây lô cước bằng carbon này, gạt cước nhẹ nha. Con này thì đánh lục, đánh ngâm đều được này, đánh biển đều được, full carbon. Thông số cước, cước số 5 được 240m, cước số 6 được 200m cho mình, của dòng Olympic. Rồi test máy nha, một chiều này, cái chế độ giặt này. Đây, con này xe máy lớn nha này. Đây, tình trạng của máy thì hoạt động ok nha, chốt chặn hai chiều. Những dòng mà thì hoạt động ok cho mình ạ. Rồi con này thì có mã cho mình là mã số 4 như này, giá con này là 350.000. Rồi tiếp theo mã số 5 thì có cho mình một con máy nhôm. Đây con này máy nhôm như này, máy nhôm máy này của hãng là đây của thằng Taizo như này. Taizo này hàng này là dòng nội địa Nhật nha. Đây Japan này. Japan Taizo. Con này thân của nó là bằng nhôm, lô cước bằng hợp kim. Sẽ thấy con này ra cho mình tầm khoảng 7-8.000 nha. 7-8.000 con này máy này mượt này. Là tình trạng thế này, có sao mà tay do như này, fashion. Là tình trạng thế này. Sẽ là tầm khoảng 8.000. Đây, 8.000 nha. Đánh lục đều được, lô cước bằng hợp kim. Đây có cước sẵn này.
gạt cước này, gạt cước và lô cước đều rất là mượt nha, còn làn cước còn mới. Tình trạng thì có xây xước như thế này, xước một số chỗ như thế này thôi. Rồi em test máy cho mình nha, máy có mã số 5, một chiều trước ạ. À, đây một chiều nha, máy rất là khỏe. Đây, cái dòng Tapa nha em, nội địa Nhật, hai chiều, một chiều và hai chiều thì máy cũng ok hết. Rồi con máy này có mã cho mình là mã số 5 ạ, giá của nó là 400 nha em, 400.000. Sai lớn tầm khoảng 8.000. Máy mã số 6 sẽ có cho mình là con máy Gold nha em. Con máy này cái Gold, máy của dòng Olympic này. Olympic nha, dòng Gold. Con này là Olympic Gold VG Auto 151. Con này hàng của mình là hàng Japan nha em. Đây, made in Japan. Con mã số 6, giá là 400. Tình trạng của nó thì là bằng máy nhôm nha, lô cước bằng hợp kim, tay quay hợp kim này. Đây, tình trạng thế này. Đây, lô cước bằng hợp kim này. Gạt cước nha. Chúng rất là nhảy luôn. Đây. Rất là nhảy nha. Dòng Olympic, dòng tay do full màu vàng cho mình, màu gold. Rồi lô cước và tình trạng ok hết, size thật con này tầm khoảng 4.000 nha, 4.000 cho mình, hàng Japan, một chiều ạ. Đây, một chiều nha. Một chiều cho nó phát tiếng kêu nha. Rồi chốt chặn hai chiều này. Hai chiều nha. Nhưng con máy rất là mượt. Đổi tay trái phải được hết. Anh em động nhẹ chạy nha. Con này có mã cho mình là mã số 6 nha anh em. Mã số 6 giá 400.000. 400 ạ. Mã số 7 sẽ có cho mình con máy phun carbon. Con máy này của dòng là Shimano nha anh em. Con này là Shimano Titanos Biomaster. Chạy cho mình là 3 bơm marine. Con này GT 3500, size thực tầm khoảng 3.500 cho mình. Rồi thông số cước như sau, cước số 4 200m, cước số 5 150 và cước số 6 120m nha. Tình trạng con này thì phun carbon. Con này hàng của mình hàng nội địa Nhật nha, Japan. Đây tình trạng phun carbon này. Này có xây xước sơ thôi, trong là không đáng kể lắm. Đây, máy còn đẹp nha. Rồi, lô cước cho mình ạ. Xin lỗi. Rồi, lô cước này, lô cước mượt nha, gạt cước. Rất là nhạy. Còn làn cước này, còn rất là mới. Rồi em start máy nha, một chiều. Có chốt chặn này, một chiều đầy đủ nha. Trong là sẽ có độ giặt mình. Đây, đổi tay trái phải được, chốt chặn hai chiều. Cái dòng mà thì anh em câu lưu hoặc câu ISO được nha, câu đơn câu ngâm. Biomaster sang ngày 35500. Con này có mã số 7, giá con này là 400, 400.000 nha, Biomaster. Mã số 8 sẽ có cho mình con máy nhôm. Con máy nhôm nha anh em, con máy nhôm có dòng Shimano luôn. Con này Shimano hàng bên là Japan nha, Japan. Con này toàn thân mà là máy nhôm, lô cước thì bằng hợp kim này. Đây. Thì mấy lô cước này bằng carbon nha anh em, lô cước carbon, còn toàn thân là máy nhôm. Con này sẽ thật con máy được tầm khoảng vào 4.000 á. Gạt cước này, nhẹ nha. Rất là nhẹ cho mình ạ. Còn làn cước và tình trạng của máy thì còn ok hết, còn rất là mới và đẹp. Sẽ được tầm khoảng 4.000 máy nhôm. Con này có hàng Japan, mã số 8 nha này, mã số 8. Con này thì có giá cho mình là giá 200 nha này. Con này để cho mình giá 200.000 thôi. Đây, tình trạng máy mượt này, gạt cước này. Là chung là hai chiều thì nó sẽ có tiếng kêu. Còn một chiều như này là chúng mình sẽ đánh một chiều thôi. Đây, rất là tốt. Có mã số 8, giá con này là 200.000. Mã số 9 ở đây em có cho mình con máy, con này cũng là máy nhôm như này, máy nhôm bằng lô cước, con này thì bằng carbon. Con này máy này của Ryobi, con này là dòng GX nha, GX200. Hàng mình hàng Japan này, Japan nội địa Nhật. Đây, Ryobi tình trạng như thế này nha. Có xây xước sơ. Nói chung thì những dòng mà thì có xước nha, không đáng kể lắm. Tại vì hàng bãi về, bên này thì mất một cái tem. Đây nó có cái tem như thế này nha, bên này mất một cái rồi. Con này sẽ thật của máy ra cho mình tầm khoảng vào 2.500 đến 3.000 nha. 2.500 3.000. Đây lô cước bằng carbon này. Gạt cước này. Nhẹ nha. Con lăng cước thì còn ok, tình trạng con này hàng nội địa Nhật Bản, Japan, sẽ thành tầm khoảng 2.500, một chiều ạ. Cho một chiều, hai chiều ok hết này. Chứ là máy nhẹ nha này, quay nhẹ là chạy rồi. Con này có mã cho mình là mã số 9, giá con này là 250, 250.000. Mã số 10, số 10 thì em sẽ có cho mình con máy dòng C. Con này là dòng Shimano nha em, Shimano SS 2000 dòng Titanos. Con hàng của mình là hàng Shimano, hàng Korea xuất thị trường Nhật này. Shimano Korea có mã số 10 cho mình. Sẽ thật tầm khoảng 2.000 con này full carbon. Đây lô cước bằng carbon này. Gạt cước này. Có xây xước nha. Chụp sơ không đáng kể lắm. Nó tình trạng thế này. Rồi con này hàng Korea sẽ thật tầm khoảng vào 2.000 một chiều nha này. Trong máy cũng ok nha. Đây, hai chiều này. Rồi một chiều và hai chiều đầy đủ, con này có mã số 10, giá con này là 200.000 ạ. Mã số 11 sẽ có cho mình một con máy nha, con máy của dòng Abu. Con này máy tay trái nè. Thế là bên này mình câu lưu này, câu zip biển nha. Abu thì anh em biết rồi.
dòng là dòng của Sweden đấy nha, Thụy Điển này, Sweden Abu Garcia. Tình trạng con này còn đẹp nha, đây, có đẹp nha, chỗ này dính dơ thôi, lau sơ là sạch rồi. Con này còn rất là đẹp như này. Con này máy có phải là máy tay trái nha, tay trái thì rất là ít đây, máy rất là mượt này. Con thích là bản này mình câu dít câu biển, con này câu tầm khoảng từ 100 đến 120 mét là vừa nha. Máy rất là mượt luôn, em thì không thuận tay trái lắm. Đây, nhưng rất là mượt nha. Rồi Abu Sweden nha anh em, máy tay trái, tình trạng thì còn rất là ok, còn đẹp và mới này. Con này có mã số 11, giá là 1.600.000 ạ. Mã số 12 thì sẽ có cho mình con máy Abu luôn, con này Abu tay phải nha này. Con này có dòng là Abu Amas. Đây, Amaster nè, 7.000, Abu Sweden này. Đây con này thì máy ngang, tức là bị cầu biển nha. Cầu biển này, máy ngang tay quay đôi. Tình trạng thế này. Có xước nha này, có xước sơn này. Hàng Sweden, con này thì máy tay phải, để em sẽ test máy nha. Đây. Con này là có hai chế độ nha này. Đây, một cái chế độ thì nó không có tiếng kêu, kêu sơ sơ. Anh em gạt cái chỗ nút ra, nó sẽ tiếng kêu cao hơn này. Đây. Cái này thì mình tải con cá nó sẽ sướng rồi nha, nghe nó sẽ đã hơn. Con này Abu có dòng Sweden nha, Abu Sweden nước sơn màu đỏ, con này size lớn 7.000, thích hợp bình cầu biển nha, cầu biển đánh cá lớn, mã số 12, giá 500. Mã số 13 sẽ có cho mình một con máy của dòng C này. Con này là của dòng Shimano Super GT, chạy cho mình là Bomarin này. Con này tên con máy là GT 500 nha anh em, 500. Like cho mình là từ 5 đến 100 mét nha. Đây. Con thì dạng máy bên tay phải nha, câu lưu hoặc câu zip đều được này. Câu dít câu biển nha. Hàng Japan, Shimano Japan. Tình trạng này có xây xước. Đây, xây xước nha. Rồi, con này thì tình trạng của máy thì hoạt động ok này. Cái này thì anh em muốn á, mượt thì mình về mình bảo dưỡng này nha. Thì biết chữ, mở vào là ok. Tại máy bảy nó về thì em cái nào hoạt động tốt thì em sẽ lên cho mình luôn. Đây, không có. Đây, mất động ok nha. Đây, tôi là rất là nhẹ cho mình ạ. Đây, xả cước đầy đủ này. Rồi con máy này có dòng Shimano GT, con này có mã tức là mã số 13, giá là 300.000. Mã số 14 chỉ có cho mình một con máy, con này cũng là máy dạng máy biển nha mày. Đánh biển đánh trên thuyền á. Con này dạng là gần như máy điện luôn. Con này máy của mình là máy Japan nha anh em, con này dạng như là của dòng C này. Đây, made in Japan của dòng C nha. C con này size của máy là size 5.000 ạ. Đây 5.000 nha. Tình trạng của nó thì có xây xước. Nhưng con này hoạt động rất là ok. Đây. Con thích cho mình đánh biển như này, đánh biển đánh trên thuyền là được này. Cái này thì là không sai được nha, gạt lên đánh được này. Cho mình cái lẽ xả cước cho mình á. Đây, xả cước nha. Đó, ok hết này. Rồi con này thì hàng nội địa Nhật cho mình Japan. Con này dạng máy biển, mã số cần là mã số máy là mã số 14, giá 220.000. Mã số 15 sẽ có cho mình một con máy, con này máy lớn như này. Con máy là máy cối nông, mua bên sống nha. Con này là của dòng Ryobi 7.000. Con này thân 7.000, size thật của nó tầm khoảng 10 đến 15.000. Đây, Ryobi này, mua bên sống như này. Con này hàng có bên là nội địa Nhật Bản, Japan. Đây, máy rất là lớn, size thật tầm khoảng 12 đến 15.000 cho mình. Có là dòng Ryobi 7.000, cối nông mua bên sống nha, mua bên sống này. Đây, cái nắp này thì anh em có thể là vặn nha. Cái này thì mình là đổi tay phải trái được này. Đây, đổi tay phải trái được nha. Rồi, Ryobi dòng Ryobi Akashima SS cối nông. Con này thì mua bên sống này, mua bên sống như này, gạt cước này. Đây, gạt cước này, mua bên sống gạt cước cho mình hết. Rồi, tính chạy cho mình một chiều này, có chế độ giặt này, một chiều ạ. Một chiều như này. Tay quay này bị lỏng rồi, để em siết cái này lại nha. Vặn nó không cứng. Tình trạng con này thì ok nha. Cái đắp là nắp zin của nó. Từ nãy em vặn không cứng thì em tháo nó ra. Rồi, con này thì một chiều này. Hoạt động tốt nha. Mua bên sống nha bạn ạ. Rồi, máy mượt chốt chặn hai chiều này. Thật là bạn này mình đánh lục nha. Đánh lục, đánh biển đều được này. Mua bên sống cho mình. Con này size rất là lớn. Rồi, con này thì có mã cho mình là mã số 15. Giá là 800. 800 ngàn nha em. Ruby nha. Mua bên sống ạ. Đây, tình trạng thế này. Ok nha. Rồi tiếp theo mã số 16 thì có cho mình một con máy, con này thì máy carbon. Máy carbon dòng này là của dòng Daiwa nha em. Daiwa Dragon, con này size của máy là size thực tầm khoảng vào 2.500 á, đây 2.500T. Hàng có phải là Japan nha, nội địa Nhật Bản, made in Japan. Con này là con máy của dòng Daiwa Dragon, size thực tầm khoảng 2.500. Toàn thân là phun carbon, lô cước này. Gạt cước này, rất nhạy nha. Lô cước gạt cước rất là nhạy. Còn lăn cước thì còn mới.
tình trạng của nó thì có xây xước, nói chung là xây xước sơ sơ, không đáng kể lắm. Cái chỗ này thì bị bể một xíu nha, nhưng mà cái bộ này không ảnh hưởng gì, miếng nhựa thôi. Rồi xác thực tầm khoảng 2,5 nha, mà lô cước thì chọn được ok hết, một chiều này còn rất nhẹ nha, máy rất hoạt động rất là ok luôn. Chốt chặn hai chiều này, chốt chặn hai chiều nha. Rồi con này có mã cho là mã số 16, giá là 400, 16 400. Mã số 17 ạ, 17 thì sẽ có cho mình một con máy. Con này thì có dòng C này, Shimano Malaysia này, Shimano Malaysia. Con này tên cô máy là Shimano Arenot XT, size con này là size 2000. Size 2000 thì nhỏ nha, thích hợp bằng câu lùa, câu ISO. Lốp cước con này thì bằng hợp kim, còn toàn thân con này là phun carbon. Gạt cước này, lưỡi ga đầy đủ nha, đây rất là nhạy. Rồi con này lăn cước còn mới, tình trạng thì có xây xước này. Và con này bị mất bên tem nha. Đây, bên này mất bên tem bên này. Tem tem dán á, chạy bơm marine đầy đủ hết. Rồi tình trạng của nó thì còn ok, sẽ thực tầm khoảng 2000. Tôi sẽ test máy nha, một chiều này. Trong máy rất là mượt. Rất là mượt nha. Chốt chặn hai chiều. Chốt chặn hai chiều đầy đủ hết. Con máy này có mã cho mình là mã số 17, giá con này là 300 nha anh, 320.000, 320.000 ạ. Rồi, mã số 18, tiếp tục sẽ có cho mình con máy, con này size lớn, con này thì máy nhôm, lô cước bằng hợp kim. Con này có dòng Daiwa Spinter ST3000S, dòng DX nha, đánh lục này kia này, con này hàng mình hàng Japan. Và tình trạng của máy như thế này, cối là cối gôn như này, cực kỳ khỏe luôn. Đây, lô cước của nó này, bằng hợp kim, gạt cước nha, gạt cước nhẹ này. Con lăn cước còn mới và chạy được ok hết này. Hàng Japan, con này xe thật của máy nó rơi cho mình tầm khoảng vào 8.000 như này. Tầm khoảng 8.000, 8.000 đến lục được nha. Rồi em sẽ test máy cho mình này, một chiều này, có chế độ giặt nha, máy nhôm từ đa số rồi. Đây, máy hoạt động rất là ok, chốt chặn hai chiều này. Trong một chiều và hai chiều thì máy hoạt động ok hết và mượt cho mình ạ, máy nhôm. Con này có mã số 18, giá là 500.000 ạ. Rồi tiếp tục mã số 19, sẽ có cho mình được con máy này, con này là máy carbon nha, máy carbon. Con này hàng của bên hàng đây, con máy China, dòng China, máy Daiwa. Con dòng Daiwa China xuất Nhật, con dòng Long Cast Spoon nha. Xe thật con này đó cho mình tầm khoảng 5.000 như này, thật tầm khoảng 5.000. Thật tầm khoảng 5.000, tình trạng con này thì có dính dầu như này, dầu sơ sơ. Rồi xe thật tầm khoảng 5.000, con này lô cước cho mình này. Đây, lô cước bằng carbon nha, gạt cước này. Gạt cước này, một đồng ok nha. Hàng là hàng China xuất thị trường Nhật, tình trạng của nó thì còn ok. Để cho test máy cho mình một chiều, có chế độ giặt này. Đây, một chiều nha, động tốt này. Hai chiều ạ. Đây, con này thì đánh được lớn nha, đánh cao lớn được này. Sẽ thật tầm khoảng 15.000, con này có mã cho mình là mã số 19 nha này. 19, giá 250. Cuối cùng mã số 20, sẽ có cho mình một con máy nhôm, con này size nhỏ thôi. Con này thì máy nhôm này có dòng Daiwa nha này. Daiwa Spinter GST 650DX. Thì con này giống nhau nè, nhưng con này size lớn hơn, sẽ lớn nha. Con này sẽ thật cỗ máy thôi cho mình tầm khoảng vào 1,5 như này, 1,5 đến 2.000 cho mình thôi. Lô cước con này thì bằng carbon, toàn thân là full kim loại nha, dạng máy nhôm cho mình. Hàng của nó này là hàng Japan, thật tầm khoảng vào 2.000 đổ lại thôi. Gạt cước này, nhảy nha. Lô cước bằng carbon, còn lăn cước còn mới. Rồi tình trạng con này sẽ test máy cho mình một chiều nha, có chế độ giặt này. Đây, chung là máy hoạt động ok, đổi tay phải trái phải được hết ạ, hai chiều. Một chiều và hai chiều ok hết. Con này có mã cho mình là mã số 20, giá là 250, 250.000. Rồi tổng thể tiệm có cho mình là 20 máy như này. Ấn mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi chúc anh em có một buổi chiều nha, buổi chiều tối đi câu cá này, có gì sức khỏe này. Còn này thì trái thì cũng có thuận thì. Rồi. Xem video trong lượt đăng ký bật thông báo nha, để nhận thêm lên á, mình nhận thông báo sớm nhất, tham khảo những mẫu máy mình cần mình nhiều hơn. Rồi chúc anh em có một ngày tốt lành ạ.